An ninh mạng và mật mã trong nền an ninh quốc gia là chủ đề hội thảo khoa học quốc gia do Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Báo chí Tuyên truyền tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Tại hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã giúp nhận diện mối đe dọa nguy hiểm tới hệ thống mật mã nền an ninh quốc gia từ Google, Facebook, YouTube hay các ứng dụng công nghệ AI như công nghệ không người lái, drone, công nghệ deepfake, máy tính lượng tử. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, vấn đề an ninh mạng đang đòi hỏi phải tiếp tục được nhận diện, tìm kiếm những giải pháp phòng ngừa và ứng phó. Những cái cuộc tấn công liên quan đến tấn công mạng hoặc là những liên quan đến gián điệp mạng, thậm chí là những cái vấn đề liên quan đến an ninh tư tưởng, liên quan đến những cái thông tin không kiểm chứng, lộ lọt thông tin ngày càng diễn ra nhiều hơn trên cái không gian mạng. Và chính vì vậy, đối với báo chí, đối với các cơ quan báo chí, làm thế nào để bảo vệ được mình, bảo vệ được cái sự bí mật của nghề nghiệp, bảo vệ được những cái thông tin và thực hiện được cái công việc của mình tốt hơn. Chúng tôi nghĩ rằng là vai trò báo chí và nhà báo ở đây là rất là quan trọng. Năm 2022, Bộ Công an ghi nhận phân tích gần 8 triệu cảnh báo dấu hiệu hoạt động tấn công mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo ngăn chặn triệt để hơn 6.900 website vi phạm pháp luật, hơn 2.000 website lừa đảo bị ngăn chặn, bảo vệ hơn 7,7 triệu người dân trước các tấn công lừa đảo trực tuyến vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Các tham luận cũng đề xuất nhiều nhóm giải pháp liên quan đến nhận thức, chính sách, thể chế, hành lang pháp lý hay đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng về quản trị an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia tại Việt Nam. Nhận thức chúng ta thông suốt, chúng ta hiểu được những cái rủi ro, các vấn đề nguy cơ mất an toàn an ninh để mọi người đều nhận thức được vấn đề. Mọi người là qua đó sẽ có ý thức hơn và đồng thời sẽ hiểu hơn về các cái công cụ kỹ thuật, các cái dịch vụ kỹ thuật mà các đơn vị chuyên trách đưa ra, thì khi đó thì vấn đề bảo đảm an ninh và an toàn mạng mới có hiệu quả.